Xin chào buổi sáng các bạn nha. Thì hôm nay thì bên đây Mỹ là lễ thì cho anh được nghỉ ở nhà. Thì cho anh cũng thức dậy hơi sớm, quen rồi, 6 giờ mấy thức dậy rồi. Thì bây giờ thì để coi mấy giờ rồi, 8:35. Thì mấy đứa con thì vẫn còn ngủ. Có lẽ là giờ này nó thức dậy, nhưng mà tụi nó ưa thường thường thức dậy, ưa nằm á, coi iPad lắm. Thì cho anh sẽ làm điểm tâm cho mấy đứa đó ăn. Thì thường thường ấy dạy đi con cái số mấy thường thường á, thì ở bên đây thì người ta thường ăn sáng như cái gì thì bây giờ cho anh thì làm rất là đơn giản, cho anh chỉ chiên thịt ba chỉ rồi với trứng gấp la thôi. Thì ăn sáng thì ăn cũng đồ nhẹ nhẹ thôi. Có nhiều loại ăn lắm, mình ăn ham, cheese, croissant, bánh mì vân vân, nhưng mà hôm nay thì mình chỉ ăn đơn giản là trứng gấp la rồi với thịt ba chỉ thôi nha. Thịt ba chỉ này thì mình mua ở chợ thì nó đã cắt mỏng hết rồi, mình chỉ bỏ vô chiên thôi, không cần phải bỏ dầu gì hết, là nó cũng ra như vậy đó. Đó thì ra rồi thì chỉ như giống như vậy thì nó rất là giòn. Đó, từ ăn sáng cái này uống với một là sữa tươi, hai là nước táo hoặc là nước cam hoặc nước xoài cũng được. Đó, thì cho anh chiên trứng này có thể chút xíu nữa nó ra là nó sẽ không thấy đẹp lắm, tại vì cho anh dùng lại dùng cái dầu của cái bacon, cho nên là nó hơi nhiều, cho nên là nó có thể làm cho nó hơi nó đen hoặc nó đỏ và nó cái màu của trứng nó không được trắng lắm. Nhưng mà thôi thấy vậy thôi chứ nhiều khi xấu xấu mà ăn đẹp ăn ngon. Con chiên thêm một miếng steak. Steak này thì ướp thường thôi, mình chỉ bỏ muối rồi giữ đơn giản muối với tiêu thôi, đừng bỏ gì khác nữa, nói như là đủ ngon rồi. Nhớ là phải rộng rãi với muối nha, đừng có bỏ ít muối mà nhớ đừng có bỏ nhiều quá. Đó, cái canh canh á ăn là nó sẽ vừa đủ là ngon thôi, mà mình đừng có để cho nó chín quá. Đó thì sau khi mình chiên cái miếng steak xong rồi mình sẽ để ngoài đây, mình để cho nó nguội một xíu khoảng chắc là khoảng 4 phút là được rồi. Sau khi đó mình sẽ cắt ra từng miếng nha. Cái này là chỉ có tỏi, không phải hùa lỏng, chỉ có muối rồi với tiêu thôi, rất là đơn giản. Mình phải mua cái thớt cát này đây. Thớt này lâu ngày quá rồi. Mà mua thớt cát này con nhét vô vừa cái hộp này. Có miếng xương vô đây nữa nè, đã lắm. Cái này em gặm ra. Steak thì mình phải ăn nó hơi sống sống như vậy thì nó mới ngon, chứ đừng để chín quá, chín quá thì thịt nó sẽ khô. Sao con? Đúng rồi, hôm nay ba nghỉ con, cho nên ba mới làm điểm tâm cho con ăn nè. Ngon quá, chắc phải cắt ngang này nè hả? Dài quá. Mình sẽ cắt nhỏ lại thêm một miếng nữa cho mấy đứa nhỏ nó ăn được. Ngon quá. Để không to quá. Miếng này em vớt miếng này đi. Vừa có gân nè. Đó. Bây giờ anh sẽ cắt sơ cái miếng nào, miếng mà dài thế thì anh sẽ cắt bớt lại. Cho nó cục lại. Ngon quá. Đúc anh miếng. Đúc anh miếng. Các bạn thấy là nó vừa cái hồng hồng như vậy thì nó mới ngon. Đó. Rồi xong rồi. Cái này để gặm, để anh gặm cho. Xong rồi. Ngon quá. Đó mấy đứa ăn đi. Cái đó lắc chơi xì gặm của ông ta hay xương quá. Nó gặm được lắm. Con ấy không? Tôi chạy đâu quá. Ngon quá trời luôn. Ăn đi con. Này, steak ngon lắm lắm. Bốn đứa mua ăn nào ha. Ăn đi. Ăn thêm đi. Good morning, con. Đi nè. Good
Good morning, con. Good morning, ba. Good morning, dad. Morning, Alina. Morning. Dad. Good morning, Aiden. Dad. Sao? I thought I just sleep the whole time. Sleep the whole time, hả? Dad. Good morning. Dad, why wake up the whole time? Hôm nay là ngày đặc biệt của bà xã nè. Ngày sinh nhật mình đó, chồng cho mình ăn ngốc là. Nên là chỉ có ăn sáng chung với vậy thôi. Đó thì đây là giống như là nó cũng rất là đơn giản nha các bạn. Trứng chiên ấp la rồi với bacon. Rồi bacon thì mình chiên không cần phải bỏ gì hết, chỉ để ra chiên thôi. Và với steak để ăn sớm thôi. Đó, thì tụi nhỏ thì thích uống apple juice. John thì thích uống cà phê. Rất là đơn giản vậy thôi. À, bây giờ mình sẽ ăn sáng đây. Birthday mom and dad. Mommy mommy. Birthday có bao qua rồi. Bây giờ mình ăn đây nha. Ăn đi Aiden. Ăn đi con. Cái này muốn ăn không? Dad, why are you videoing it? Hả? Ngay là đầu bún qua, thì vẫn còn qua. Ấy thì thích ăn bún này lắm nè, mì á, mì xào này, có em. Giá cả gì cũng lên hết rồi. Dữ lắm. Ba chỉ. Cái này nó mặn sẵn rồi. Ba gọi đó. Bây giờ ăn hết rồi, nó giòn hả? À, Lina suy nghĩ gì vậy con? Đâu có mặn em? Cái này không mặn. Không mặn. Làm được không?